Tại đó không có ma, chỉ có ma. Dạ. Cô thấy gõ cái ăn luôn á. Dạ. Chiều giặt giặt á. Dạ. Lúc cô đợi nó lá ăn, lúc đó cô mới gạt, cô coi bán nhang nữa. Mà mấy chỗ bán nhang. Cái nguyên một ngày đó, cái chỗ này chưa thành cụm nhân quá đâu, trống lỏng à. Mã bên đây thì có mấy cái à, chứ không phải đầy gì đâu. Phía bên kia nữa, bên đây nhìn qua bên kia thấy nghĩa trang, đây nhìn qua đây thấy nghĩa trang đó luôn, đóng hết vậy nè. Dạ. Cái thăm mời cái tới chiều cô mới trả lời, ông bà ơi giờ chiều rồi mà con chưa bán bỏ nhang nào hết, mai tiền đâu có mua cho con cái gạo. Cô vừa nói vậy thôi à, mà chặt chặt rồi cái cô cầm vô nhang nè, cô dòm qua phim đó đó, cô thấy con bà đội nón lá mặc quần màu đục trắng, cô nói trời mới nói vậy mà linh quá. Cái cô xách cái giỏ cô chạy đi, lúc đó cô còn khỏe lắm mà, cô chạy đi quanh đó. Cái cô đi tới lui rồi cô nói gì nãy con mới thấy gì đâu rồi, gì con mới thấy gì đâu, gì cô kêu mấy lần cô đi vòng vòng hết cái mã không có nha. Cô nói mới thấy cái thời này đâu có tiêu nữa, kể là cô đứng ngay cái mã của bà đó đó, là bà mặc nguyên bộ đồ trắng á, đổi khăn trắng lên luôn. Cô nhìn vậy cái cô cầm cái giỏ cô đi vô nhà luôn, cô không đi ra một miếng nào nữa. Cô thấy rõ ràng vậy á, hiểu không? Đó là một lần. Thì bản thân của cô Minh á, lúc đó cô có sợ không? Sợ chứ. Sợ. Dạ. Sợ chứ, sợ lắm. Còn lần cái bà mình đó bắt kêu cô tối cô Minh nhớ khách nhang cho má tôi nha. Nói dạ chiều em khách cho chị mà. Cái chiều cũng mưa, cũng mưa cái cô Minh vô cô Minh không khách nhang. Tối á là cô ngủ, tại vì cô không khách nhang cho mẹ của chị Vân á. Bắt đầu cái tối cô ngủ cái khoảng chừng còn 15 phút rồi 12 giờ á là kêu tên cô á. Vàng ơi vàng, sao mày không khắp nhang cho tao? Vàng ơi vàng, sao mày không khắp nhang cho tao? Rồi cô nói trời nửa đêm mà quay đâu gọn banh vậy. Bắt đầu cô dở cái cửa, mở cái cửa ra, cô đứng cô dòm vậy nè. Hồi đó quan sát thấy rõ trơn à, dòm cô không thấy ai đó. Cái cô vô, cô nằm. Cái cô chực nhớ rồi, chịu không khắp nhang cái bà đó rồi. Chắc bà kêu mình nè. Cô nói vậy, chắc bà kêu mình á, mà mình không khắp nhang cho bà kêu mình rồi. Cái là sắm mơ, cô xách cái giỏ nhang nha, cô lại cô khắp nhang cho bà liền. Còn chưa cô bằng cô phụ hồ á, là tiếng nít á. Nó kêu, má ơi, mà giống que vậy, có ai đâu mà kêu má ơi. Cái ông bồ ổng đấy, bà Minh, bà coi đứa nít nào đó đi trong nghĩa địa mà nó kiếm má đó kìa. Đi hết nghĩa trang, không thấy đứa nít nào đó. Đó là có nhiều đó rồi đó. Dạ. Đó. Rồi bắt đầu cái mấy ngày sau cái cô mới khắp nhang, cô nói thôi giờ mấy ông mấy bà mấy cô bác ở đây rồi con ở đây con giữ sạch sẽ chứ con không có khóa gì nữa, đừng có nhát con không dám làm nữa đó. Từ đó tới nay cô không thấy gì nữa. Yeah. Cô không có nghe kêu gì nữa. Là mấy năm đầu cô giữ lại cô bị vậy á. Rồi cô nói cô ở đây cô dọn dẹp sạch sẽ, đừng nhát rồi cũng dám làm nữa đâu. Yeah. Cái là thôi xong. Cái câu chuyện thứ hai á cô Minh, cái mộ của cái cô đó là ở đâu vậy cô? Ở bên lúc bên kia mà bây giờ ổng làm hàng rào rồi. À. Bố mất bào hồi xưa là cô coi từ bên đây qua tới bên đó luôn á. Yeah. Là có một mình cô coi thôi. Cái là ổng thấy cô coi mã coi đồ ai cũng thương mến này nọ. Yeah. Cái ổng ra ổng làm hàng rào, ổng dành lại ổng giữ, ổng nói đất của tôi không cho cô Minh qua đây coi mã nữa nè, ở của anh. Yeah. Thì anh cứ coi. Này ta khơi tôi làm anh nói chủ mã đó chứ tôi người làm công, tôi làm mướn mà. Yeah. Anh kêu tôi làm mà, còn anh muốn gì anh nói với chủ mã đó. Cái bắt đầu cái sau mà vong linh ông đó, bà vợ ông lợi là bà vợ của ông Quế đó. ông gì Trần Cao Quế. Yeah. À, là bà vợ ông lợi. Cái nói đó kìa, vợ ông kìa, ông muốn nói gì ông nói đi. Ông nói cái bà vợ ông nói
hồi xưa tôi mua đất ở đây chú, tôi gửi chú coi, mà chú coi mã mồm không sạch sẽ vậy nè. Rồi tôi thấy cô Minh này nè, tôi mới kêu cổ qua cổ coi, tôi trả tiền công cho cổ. Giờ chú muốn nói gì chú nói tôi nè. Cổ là người làm công, cổ làm, cổ sạch sẽ là tôi trả tiền công cho cổ thôi. Giờ chú có coi sạch sẽ như cổ thôi, tôi gửi lại cho chú coi. Cái từ đó sao ông có làm khó dễ của mình vậy? Dạ. Ông có làm khó dễ cô vậy nữa. Rồi đầu cái tự động cái ông là gào lại, cái ông khóa cửa lại luôn. Cái là ông khóa cửa mà mình đâu có giữ được nữa. Dạ. Rồi thôi. Rồi nói ông thôi giờ bà ông không cho giữ, ông khóa cửa thì cô Quế ơi thôi giờ con có giữ nữa đâu cô Quế. Ông nói, bà nói thôi vậy thôi vậy. Bà bốc mộ đi về nhà thờ. Cái bà bốc mộ của ông về nhà thờ. Bốc mộ đi luôn. Bốc mộ đi luôn, đi về nhà thờ luôn. Dạ. Bốc mộ nay 3 năm rồi. Dạ. Bốc mộ ông nói nay 3 năm rồi. Chắc là thấy cô Minh giữ nghĩa trang á, rồi cái mọi người cũng tùy tâm ủng hộ này kia, cái chủ đất bên đó mới không hài lòng đúng không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Thì quyết định là khóa luôn bên kia lại. Khóa cửa lại luôn. Cho nên giờ thì cô Minh chỉ còn coi trông coi có ở khu cái vực này ha. Khu vực này thôi. Đây khu vực này ha. Khoảng 100 ngôi mộ không cô? Hơn 100 ngôi mộ. Dạ con cũng thấy rất là nhiều. Dạ. Từ cái dạc bên hàng cây bàn đó lúc cây bàn bên đó đó. Dạ. Dòng về bên đây dung dứt nha. Cái đó là tối về kêu là cô quên hấp nhang. Còn cái mộ mà cái người mà hiện ra cô thấy đàng hoàng á là cô đứng bên đây thôi. Cô nói lẩm bẩm lùm bầm, cô nói nguyên ngày nay con không bán được bó nhang nào hết á. Rồi không có người đi thăm mã nữa, hồi xưa ít người đi thăm mã lắm. Dạ. Lưa khưa hả. Rồi làm sao mai con mua có gạo, mua gạo cho con ăn. Đó, vừa nói vậy à, thấy bà đó bà hiện lên. Dạ. Nó cái chạy qua kêu quá trình kêu không thấy. Thấy ngài mộ y hệt như cái dáng bà luôn. Tự vì bà là chụp hình đứng mà mặc nguyên bộ đồ trắng luôn. Dạ. Thấy y chang vậy cái sợ quá, xách cái giỏ nhang đi tre gạt về tới nhà luôn, không nói tiếng nào mà không kể ai nghe. Kim ru và rùn không nói gì hết. Nói sáng nay mẹ vô sớm đi mẹ, thôi mẹ vô sớm vậy thôi không nói. Dạ. Sợ lắm. Cũng sợ mấy con nghe sẽ sợ đúng sợ, không sợ sợ chứ mình. Dạ. Ở gần nghĩa trang hồi xưa đây nhà trống lỏng à, trống cái nhà trong quá đông có chỉ là cái gò sông banh thôi mà nó bự lắm, to vậy. Dạ. Rồi đầu cái là cái nhà cụm nhân quá này mất cắt để thôi đó. Hồi xưa trống lỏng, hồi xưa đây trống lỏng mà đường xá hả gập ghềnh vậy chứ không phải là trắng nhựa vậy đâu. Dạ. Giờ đường sáng ngon lành trắng nhựa rồi đó, hồi xưa gập ghềnh nè, mà dân đây ít nhà lắm. Tự đây là nhà ông Tư Độ Quăng. Dạ. Cái đến nhà ông Ba Sưng, cái đến nhà má chồng của cô, cái đến nhà ông Ba Châu, nó chỉ 4-5 nhà ra cái làng đó là biết người nào á. Giờ giờ ra đông quá không biết ai đó. Dạ. Giờ đông quá từ nhà trọ nhà đồ á. Dạ đúng rồi. Đông quá. Dân đây giờ đông lắm, hỏi không biết. Với lại ở đây dân mình ở đây cảnh giác dữ lắm. Không có tiếp xúc người lạ như con kêu nãy á. Dạ. Thì nghe cái tiếng nói hiền, không biết. Nó bụng con cũng ngồi với nó, cô nói đây mình thấy hiền còn tiếp nha. Mà thấy mà không hiền thôi chắc đi vô quá. Dạ. Nó cũng nhẹ. Sợ lắm. Dạ. Giờ giả cũng biết mà thiệt cũng hay. Dạ đúng không rồi. Biết gì con ơi. Giờ xã hội nó cũng tạp nham lắm đúng không cô? Tạp lắm. Dạ. Nó phức tạp. Con thì cũng rất là quý những cái người mà làm nghề quản trang hoặc là sống ở giữa nghĩa trang và chăm sóc cho những người đã khuất. Tại vì ít người dám làm chuyện đó. Giống như kêu con làm cũng không được nữa cô, thiệt á. Có không gian cô. Dạ chứ đừng nói mà ở giữa nghĩa trang. Ví dụ con là nhà báo mà giờ con có muốn tìm hiểu mà những người nghèo khó đặng giúp đỡ. Dạ. Là đây, chị Tư này. Dạ dạ. Đó là cô chỉ. Dạ, chúc con sẽ trò chuyện với cô. Đó, dạ. Còn cô thì cô á thì nó không phải giàu nghèo. Dạ. Mà cũng như ngày ba bữa với làm xong rồi vô nằm ngủ hò không. Dạ. Suy nghĩ gì hết đó. Là cuộc đời cô bây giờ nó được vậy rồi đó. Dạ. Là cô thấy cô mừng rồi. Ủa cô, cái cô mà mặc áo dài, mà cái bà mặc áo dài mà lúc đó cô thấy á, là cái mộ của cô ấy, là bà ấy là nằm ở đây luôn hay là ở nằm đó? bên bển luôn. À bên bển luôn. Bên bển giống ngoài. Dạ. Đất bên đây. Tiếc là bây giờ cũng rào lại luôn rồi ha. Rào lại luôn rồi. Mình không có đến để mà viếng mộ của bà ấy được. Hồi xưa bên đây có mấy cái mã này là mã mới không nè. Dạ. Có mấy cái thôi nè.
Rồi cái cô đứng đây nè, mà chống lỏng á, mấy cái chống lỏng mà cô đứng đây nè. Cô cầm cái giỏ ngang nữa, có cái giỏ sạch bự này nè. Yeah. Cô nói trời ơi, giờ này mà chẳng thấy ai đi mà. Mà ông trời vậy nữa. Bắt đầu cái tự nhiên thấy cái bà đó hiện lên. Yeah. Kiểu như bà hiện lên. Nhát hay không nhát, nhát hay sao mình cũng không biết nữa. Mà sao qua kiếm không thấy bà. Yeah. À, là vậy á. Mà kìa là cô coi mã đây là cô thấy. Cô chỉ hiện tượng ba lần thôi. Lần bà đó hiện ra, với lần tối người ta kêu, với lần nhỏ khóc buổi trưa, 12 giờ trưa là nhỏ khóc. 12 giờ trưa là nhỏ khóc á. Dạ. Thì bản thân của cô Minh á, lúc đó cô có sợ không? Sợ chứ. Sợ. Sợ. Dạ. Sợ chứ, sợ lắm. Sợ em vậy mình mở cửa thấy sợ, bắt đầu vô, vô cũng im liềm mà. Không có nói cho con cái nghe, đứa nào cũng còn nhỏ mà. Nói nó nghe rồi nó sợ làm sao. Dạ. Rồi nó đâu có dám đi ra, rồi nó dám đường này từ đây ra đây đường học ra thấy dần lung. Rồi nó đâu có dám đi học sao mà hồi xưa cái đường đâu phải đường vậy, gập ghềnh nè. Dạ. Đó, rồi hai bên là đậu phộng. Chồng đậu phộng á, dưới phơi mì á. Dạ. Nó hai bên đường vậy đó. Đó, rồi hồi xưa rồi, ở đây hồi xưa kiểu như là dân mình đây không à, hiền lắm. Hiền lắm. Dạ. Rồi giờ nó về đông đảo quá rồi cái Mạnh Nhại nó ở rồi con. Mạnh Nhại nó ở rồi. Hồi xưa nha, nhà của ông già chồng cô á, mà bị ăn trộm á. Yeah. Ăn trộm á nha, cô kể nghe, bị ăn trộm á. Mà mất cái cây ạc chiến lược á. Nó giật một cái à, sập nguyên cái dàn bầu luôn. Cái ông già nó nói, Minh, ăn trộm. Chạy ra nguyên, sớm chạy ra luôn. À. Rồi bắt được thằng ăn trộm. Mà giờ hả con là ăn trộm hay ăn cướp hả? Đứng vậy nè. Đứng nhìn thôi. Cũng như là không có dính giáp gì đó nữa. Dạ. Sợ cũng như là trả thù vậy. Ừ. Giờ không có. Hồi xưa ăn trộm nhà nào chỉ cần gõ kẽn thôi nha. Lấy cái nắp dung á, kén ăn trộm là chạy ra. Dạ. Chạy ra quá chừng luôn nha. Nhà ít người chứ mà ít nhà mà nhiều người. Dạ. Nhiều người chạy ra cứu mình. Còn giờ không phải. Ai chết ai sống mặc ai. Không. Ừ. Ai cứu ai. Dạ. Ừ. Giờ la cắt cổ chết nó rồi hồi cái an ninh lợi hay là công an đồ lợi rồi mấy người dân mới lại súng lại coi. Ừ. Chứ không có mà ra cứu như hồi xưa. Dạ. Hồi xưa người ta cứu, hồi xưa sống tình cảm gắn bó lắm. Giờ nó làm sao. Dạ. Giờ cô thấy nó sống làm sao. Như hồi xưa anh em cũng gắn bó lắm. Bây giờ kiểu như anh em nó lợt lạc với nhau nó làm sao á. Dạ. Cũng như gì đồng tiền. Giống như xã hội mà ngày càng kiếm tiền á, thì cái tình cảm nó ngày càng nhợt nhạt đi đúng nhợt không cô? Dạ. Giờ người ta trọng cái đồng tiền nhiều quá. Tại vì cái xã hội ngày càng vật chất á, ngày càng kiếm tiền. Dạ. Rồi kể từ những cái lần đó mà cô gặp như vậy đó. Ừ. Thì cô mới bắt đầu là cô khấn vái nhiều hơn. Dạ, cô nói là cô chỉ ở đây để mà mình trông coi, mình tươm tất cho những người nằm ở đây thôi. Đúng rồi. Dạ, thì đừng có nhát, đừng có làm con sợ quá. Dạ. Nhát làm con sợ quá, chắc con làm cái nghề này không được rồi đó. Dạ. À, rồi cô gái vậy, bắt đầu từ đó tới nay cô hết, cô không thấy gì vậy. Không thấy mà gì không nữa. Nghe kêu nữa. Dạ. Không nghe kêu nữa, đó là cô thấy vậy thôi. Giống như là họ đã thấy cái tâm của cô rồi. Ừ. Nhưng mà trước kia thì cô Minh làm nghề gì mà cô lại sang cái nghề, hẳn cái nghề này luôn vậy cô? Cô buôn bán. Dạ. Cô buôn bán là cô nghe lời người ta, cô chơi hụi với người ta. À. Cái người ta giật cái năm 2000 á, là ta giật hụi, coi ta giật hụi, cô chơi cho người ta hai đầu mà hụi mà hụi 1 triệu á. Rồi nó hốt trước đầu đặng nó sửa nhà trọ, cũng chở cô lại tới cô đánh cô kỹ lắm. Cô nói để lại coi cô có phải cái nhà đó không, chở cô lại ngay cái nhà đó. Rồi nói nhà này nha, là ngay cái nhà bự á, chứ là để đồ xuống lấy nè, ba cái hàng bông cà dưa cải vậy nè, cái cô để xuống. À, mày vô nhà tao uống nước, thôi để con về con coi hàng của con, hàng con không ai coi hết, thôi con biết nhà bà Bảy được rồi. Cái về hốt cho bà ăn đầu trước, đầu sau bà hốt luôn. Rồi bà đóng được con kháng đầu, kháng đầu à. Cái năm 2000 là cái năm đó hình như 13 tháng rồi đó. Thì bà hốt đầu tiên, bà đóng thêm kháng nữa là còn 11 tháng là cô ôm mà cô không dám nói nhà. Con cô còn nhỏ nữa. Cái cô đi vay bạc.
bạc 11, 12 á. Cô dai bên đây nó qua bên kia chưa hết cô dai nữa. Ví dụ cô nói trước nhà thì nó có mười mấy triệu thôi. Cô để hồi nó có hai mấy ba chục triệu rồi. Đó, đổ ra. Cô mới về đây cô coi mã. Cái bà lùng á, bà hay lùng á. Bà nói thôi mình gì người sống á, người chết thì đóng đất. À, sống đóng vàng. Mày gán mày sống mày nuôi con mày đi, con mày còn nhỏ lắm. Mà mày mà chết đi rồi hả? Chồng mày nó cũng có vợ nhỏ à. Con mày người ta sai. À. Bây giờ cô nhớ cái câu nói của bà đó đó. Dạ. Mà cô sống tới giờ cô nuôi con cô. Cô lên bờ xuống ruộng lắm con ơi. Đó, là gánh cái nợ người ta vậy. Là cô mới về đây cô coi mã đó. Đó là lúc đó cô khổ quá, cái ông anh chồng cũng nói ra đây coi mã đi, kiếm ai ra đây coi mã vậy. Khổ lắm con. Mắc nợ người ta. Đâu nào lúc má chưa má, giờ má mắc má nằm đây luôn. Dạ. Cái về má giờ con sợ quá, má hỏi sợ gì. Con nghe tiếng xe con cũng sợ nữa. Rồi mày chưa làm mày chưa sợ phải không? Gật đầu. Đó, giờ con sợ quá. Nó nói thôi sợ về ở với má hay con. Nói thôi. Con về con ở với má rồi chồng con với con không bỏ đâu. Thôi vợ quẩy đi. Con ở quẩy thì con nghe tiếng xe con sợ. Mà lúc đó là cái tháng đầu tiên mà bảy ra thằng án đó cô ốm 7 kg liền. Dạ. Cô ốm xuống 7 kg liền. Cô Minh ngồi đi, cô Minh ngồi đi. Dạ. Nhắc tới là cô còn cái cô đi chùa cô gái với lời mấy bà ra cho mượn tiền. Cái khổ này là thôi giờ nó lỡ rồi, giờ em cãi quá này. Em có nhiều em gỡ chuyện nhiều, khương tật gì rồi chị lấy. Cái cô gỡ ghiếc kia gỡ hết luôn á. Cứ 50 bà cũng lấy, 100 bà cũng lấy. Nó gỡ ghiếc cái còn hình như còn 60,000 á, là bà đó bà cho 60,000 hồi đó lớn lắm con. Là bà cho cô. Dạ. Là cô mới ra cái nghề này là cô ra ngự giữ nghĩa địa là cái nghề mà bị mà chơi hụi cho người ta mà bị bể hụi á. Dạ. Là mình gánh mình trả đó. Nhà ông xã của này. Ông xã cứu cô kêu tên cô vàng ở vàng. Mày mang cái dép đứt. Mày đi chiếc xe đạp chặt con đó. Mày mắc nợ lần 20 triệu. Phải mày ăn mày xài tao không tiếc. Dạ. Ông nói thôi. Rồi ngay em ruột vô khỏi anh ba. Cái gì cũng lỡ rồi. Chỉ xì ra đường vậy chỉ sống với chồng với con à. Thôi. Cái gì cũng bỏ đi anh ba. Nhớ là chỗ đó gian nan lắm con ơi. Dạ. Nhưng mà cũng từ cái khổ đó mà bỗng nhiên cô bén duyên với cái nghề này luôn. Dạ. Dạ. À, là cô ra đây cô giữ mã luôn. Thôi bây giờ coi như mình gạt bỏ cái quá khứ đúng không cô? Ừ. Để mà mình toàn tâm toàn ý mình chăm sóc những người nằm ở đây. Dạ. Ừ. Yeah. Mình vừa mưu sinh mà mình vừa tạo cái đức nữa đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ ví dụ Tết những cái mã lạng mà không ai coi như mã gì này không ai á. Dạ. Cái nhà cô với chú dậy cỏ hết để bông thì không có nhiều, ví dụ mua một bó vậy nè về mỗi chỗ một cây thôi. Dạ. Chứ đâu có mỗi chỗ một bó bự được. Dạ. Lấy có đâu à. Mỗi chỗ một cây thắp nhang hết đó tôi cho ông bà ăn Tết á. Dạ. Vậy thôi vậy.